hello lesson 4 a listen point and say Phần này thì các con biết rồi đúng không nào, chúng ta sẽ lắng nghe dùng tay để chỉ vào cái hình mà chúng ta nghe được, sau đó là chúng ta đọc theo. Ở trên màn hình hiện tại thì chúng ta có bốn cái hình đúng không nào? Thì bốn cái hình này tương ứng với bốn cái địa danh. À, số 1 là Alpha, hành tinh có tên là Alpha. Số 2 là một cái địa danh, một cái nơi ở có tên là Greenwood. Và cái thứ ba cũng là địa danh của một cái thị trấn ở ven sông có tên là River Town và cái số 4 là nhà. Bây giờ các con hãy lắng nghe, dùng tay để chỉ vào cái hình mà các con nghe được. Sau đó các con đọc theo các con nhé. 1. Alpha 2. Greenwood 3. River Town 4. Home B, one, listen and read. Hãy lắng nghe và đọc theo. Tom is asking Alfie where he is from. Tom đang hỏi Alfie là bạn ấy đến từ đâu. Where are you from, Alfie? Bạn đến từ đâu, Alfie? Oh, I'm from Alpha. Oh, mình đến từ Alpha. Wow, cool! Wow, tuyệt quá vậy. Where are you from, Tom? Bạn đến từ đâu, Tom? Well, I'm from Greenwood. Well, mình đến từ Greenwood. Wow. And what about Nick? Where's he from? Còn Nick thì sao? Bạn ấy đến từ đâu? What about Nick? Có nghĩa là còn Nick thì sao? Where's he from? Bạn ấy đến từ đâu? Nick? Oh, he's from Rivertown. Nick hả? oh, ờ, bạn ấy đến từ Rivertown. Oh. We have to go back to school now. Bây giờ tụi mình phải quay trở lại trường rồi. We have to go back to school now. We have to là chúng mình phải, go back là quay trở lại, to school là go back to school là quay trở lại trường, now là bây giờ. We have to go back to school now. Bây giờ tụi mình phải quay trở lại trường rồi. Can I go with you? Mình có thể đi với các bạn không? Can I go with you? Sure, let's go. Tất nhiên rồi. Đi thế nào? Sure là tất nhiên rồi. Let's go là chúng ta hãy đi thôi nào. Bây giờ chúng ta hãy nghe và đọc theo các con nhé. Tom is asking Alfie where he is from. Where are you from, Alfie? Oh, I'm from Alpha. Wow, cool. Where, where are you from, Tom? Well, I'm from Greenwood. Wow. And what about Nick? Where's he from? Nick? Oh, he's from Rivertown. Oh. We have to go back to school now. Can I go, go with you? Sure, let's go. B. 2. Listen and draw lines. Listen là lắng nghe and draw lines là chúng ta hãy vẽ cái đường nói. Look at the pictures. Listen. There is one example. Hãy nhìn các bức tranh, lắng nghe, có một cái ví dụ. One. Where are you from, Malfi? Oh, I'm from Alpha. Wow, cool! Can you see the line? This is an example. Các con có thấy đường nói ở đây không? Đây là một cái ví dụ. Hồi nãy chúng ta nghe bạn Tom hỏi bạn Alfie là where are you from? Thì bạn Alfie trả lời là I'm from Alpha. Đúng không nè? Và chúng ta đã có một cái ví dụ ở đây đó là họ kể đường nối từ bạn Alphy đến nơi bạn ấy sinh sống đó chính là hành tinh Alpha. Do đó nhiệm vụ của chúng ta trong phần này đó là chúng ta sẽ nghe xem là bạn Tom và bạn Nick đến từ đâu. Khi mà chúng ta nghe được rồi là bạn ấy đến từ đâu á thì chúng ta sẽ kể một đường nối từ hình ảnh của bạn ấy đến cái nơi mà bạn ấy sinh sống Nó giống y chang như cái ví dụ mà chúng ta đang nhìn thấy ở đây Là ví dụ số 1 Là bạn Alfie Bạn ấy đến từ Alpha Nên chúng ta kể một đường nói từ hình của bạn Alfie Đến hành tinh Alpha Bây giờ chúng ta sẽ nghe Và làm tương tự với lại bạn Tom và bạn Nick Ở số 2 và số 3 các con nhé Now, listen and draw lines 2 Where are you from, Tom? Well, I'm from Greenwood. Three. And what about Nick? Where's he from? Nick? Oh, he's from Rivertown. school go practice bây giờ chúng ta sẽ practice là thực hành the structure là cái cấu trúc và trong phần này thì chúng ta sẽ thực hành các cấu trúc câu quan trọng của bài hôm nay các con nhé cấu trúc đầu tiên đó chính là Where are you from bạn đến từ đâu Chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc này khi chúng ta muốn hỏi ai đó đến từ đâu. Cấu trúc thứ hai đó chính là I'm from Alpha. Khi mà chúng ta nghe ai đó hỏi là Where are you from? Bạn đến từ đâu? Thì chúng ta sẽ trả lời là I'm from, sau đó thêm cái địa danh mà chúng ta đang sống. Ví dụ như bạn Alpha, bạn ấy sống ở hành tinh Alpha thì bạn ấy sẽ trả lời là I'm from Alpha. Còn nếu như các con đang sống ở Hồ Chí Minh thì các con sẽ nói là I'm from Ho Chi Minh City. Nếu như các con đang sống ở Hà Nội thì các con sẽ nói là I'm from Hà Nội. Bây giờ chúng ta sẽ tới câu trúc thứ ba nha. Where's she from? Cô ấy đến từ đâu? Khi mà chúng ta muốn hỏi một người khác đến từ đâu, nếu như họ là nữ thì chúng ta sẽ sử dụng là Where she's from? Là cô ấy đến từ đâu? Hoặc là bạn ấy đến từ đâu? Đúng không nào? Còn nếu như một cái người đó là nam thì chúng ta sẽ đổi she thành he đúng không nè? rồi khi mà chúng ta nghe ai đó hỏi là where she's from thì chúng ta sẽ trả lời là she's from sau đó là cái địa danh giống y chang hồi nãy là chúng ta I'm from Ho Chi Minh City bây giờ chúng ta đổi nếu như bạn ấy là nữ thì chúng ta sẽ sử dụng là she's from Ho Chi Minh City or she's from Greenwood còn nếu người mà chúng ta đang hỏi là nam thì chúng ta sẽ trả thay she thành he được không nào? Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe và đọc theo lại một lần nữa các con nhé. Where are you from? I'm from Alpha. Where's she from? She's from Greenwood. See, listen, sing along. Where are you from? Where are you from? I'm from Alpha. I'm from Alpha. Where's she from? Where's she from? She's from Greenwood. She's from Greenwood. Where's he from? Where's he from? He's from Rivertown. He's from Rivertown. Where's she from? Where's she from? She's from Maple City. She's from Maple City. Pronunciation tip. In natural English, where are you sounds like where are you? Ở trong văn nói tiếng Anh hàng ngày mà người bản xứ họ sử dụng á thì họ sẽ không sử dụng là where are you mà họ sẽ đọc nhanh là where ya. Where ya là có ba âm. Bây giờ các con sẽ đọc chậm theo cô Bella nhé. Rồi lát nữa chúng ta quen rồi chúng ta sẽ đọc nhanh nha. Nó sẽ là where where ờ, ờ, giờ, giờ, đọc lại các con nhé. Where, where, ờ, ờ, giờ, giờ, ha, thì nó sẽ là where, hoặc là where, tùy theo cái cái ngữ cảnh mà chúng ta sử dụng các con nhé. Nó là where, where, hoặc là where Where are you? Listen. Where are you from? Where are you from? Where are you from? Now listen again and say. Where are you from? Where are you from? Where are you from? D. Listen and circle. Practice. Point, ask and answer. Look at the pictures. Listen. There is one example. Hãy nhìn vào 1. Where's he from? He's from Greenwood. Can you see the circle? This is an example. Các con có thấy vừa rồi chúng ta nghe người ta hỏi là gì where he's from thì cái câu trả lời là he's from greenwood he's có nghĩa là một bạn nam đúng không nè thì chúng ta nhìn vào hai hình này thì chúng ta thấy ở bên a là bạn nam thì đó là câu trả lời đúng bởi vì câu trả lời của chúng ta là he's from greenwood ha thì chúng ta hãy lắng nghe xem cái câu trả lời nó là he's hay là she's các con nhé. Khi mà he thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào bạn nam, còn nếu là she's thì chúng ta sẽ khoanh tròn vào bạn nữ. Bây giờ chúng ta hãy lắng nghe và khoanh tròn vào đáp án mà các con nghe được các con nhé. Now listen and circle. 2. Where's she from? She's from Rivertown. 3. Where is he from? He's from Alpha. 4. Where she from? She's from Maple City. Vậy là về phần nghe và đọc chính thì chúng ta đã hoàn thành rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào phần app để ôn tập và nhớ bài tốt hơn các câu nhé. Khi các con vào đây thì các con sẽ có thấy có 8 theme đúng không nào? Thì chúng ta đang ở theme 1 nên chúng ta sẽ chọn Hello Theme 1 đây nha. Khi vào đây thì chúng ta sẽ thấy có 6 bài học từ lesson 1 đến lesson 6 và cái phần ôn tập review. Bên này thì chúng ta sẽ thấy phần listen and find là hãy lắng nghe và tìm. Phần thứ hai là listen and spell là hãy lắng nghe và đánh vần. Thần Phần thứ ba là tack là cái thẻ gắn và cái cuối cùng đó là grammar là chúng ta sẽ ôm lại cái ngữ pháp Bây giờ chúng ta sẽ vào lesson 4 và listen and find các con nhé Ở đây họ bảo chúng ta là listen and choose the correct picture có nghĩa là hãy lắng nghe và chọn bức tranh đúng Chúng ta sẽ nghe âm thanh ở đây và tương ứng với âm thanh đó chúng ta sẽ chọn một trong bốn bức hình này sao cho đúng cái con nhé. Alpha Alpha Home Home Greenwood Greenwood River Town. River Town. Phần này thì họ bảo chúng ta là listen and type the word you hear. Có nghĩa là chúng ta hãy lắng nghe và đánh vào cái ô này, cái từ mà chúng ta mà nghe được, các con nhé. Alpha. Alpha Greenwood Greenwood Rivertown River Town. Home. Home. Phần tag này thì chúng ta sẽ thấy có hai phần. Phần đầu tiên đó chính là your score, là điểm của mình. Ở đây chúng ta có 12 câu hỏi và họ bảo chúng mình là touch the number to see the question là chúng ta hãy nhấp vào các chữ ở đây để chúng ta có thể thấy được các câu hỏi. Ví dụ chúng ta nhấp vào đây nhé. Ở đây họ bảo mình là look at the picture, choose the answer. Hãy nhìn cái bức tranh ở đây và chọn câu trả lời ở đây các con nhé. Yeah! 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 Phần này thì họ bảo chúng ta là touch to hear, choose the answer, là chúng ta hãy nhấp vào cái loa này để nghe và Choose the answer là chọn câu trả lời. Alpha yeah! Greenwood yeah! Alpha Phần này họ bảo chúng ta là look at the picture, type the answer. Là chúng ta hãy nhìn vào bức tranh ở đây và đánh câu trả lời ở đây các con nhé. Ở đây là River Town, vậy thì chúng ta sẽ đánh River Town nhé. Phần này là touch to hear and type the answer. Hãy nhấp vào để nghe và đánh câu trả lời. Alpha Yeah! Alpha Alpha. Yeah! Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng Grammar Ngữ pháp Ở trong phần này họ bảo chúng ta là Read the sentence And click on the correct picture Là hãy đọc cái câu mà hãy đọc cái câu được đưa ra ở trên này and click on the correct picture là chúng ta hãy chọn vào cái hình đúng tương ứng với cái câu đó và chúng ta hãy click as fast as you can là chúng ta hãy click nhanh nhất có thể các con nhé Vậy là chúng ta đã hoàn thành Lesson 4 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong suốt bài học ngày hôm nay. Cô Bella hy vọng rằng những cái chia sẻ của cô Bella trong Lesson 4 sẽ giúp các con học tốt hơn ở trường. Và à, mong rằng các con hãy chăm chỉ học, chăm chỉ lắng nghe và đọc theo các con nhé. Bởi vì để các con có thể giỏi tiếng Anh thì các con phải nghe thật là nhiều và các con phải luyện nói thật là nhiều. À, một lần nữa cảm ơn các con và chúc các con một ngày vui vẻ. Tạm biệt các con!